chuyện cô liêu, em từng nói với anh rất nặng lời. Sau ngày ấy để em mong chơi vơi, giờ lớn hơn em mới hiểu, ai cũng muốn cuộc sống không lo toan. Vì lúc anh em quá xoan, anh nói rằng đợi phần cho em mang. Sai lầm lớn nhất em mang trong cuộc đời là đánh mất anh khi ta vừa đôi mươi, là muốn nắp ôm anh theo cả cuộc đời mà bản thân em còn chưa lo được nói. Giờ đây em đã có những thứ anh cần rồi, chỉ không có anh nên em đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai em thay đổi, giờ theo bước em anh sẽ đến đâu cuộc đời. Cho em mang sai lầm lớn nhất em mang trong cuộc đời là đánh mất anh khi ta vừa đôi mươi, là muốn nắm ôm anh theo cả cuộc đời mà bản thân em còn chưa lo được nói. Giờ đây em đã có những thứ anh cần rồi, chỉ không có anh nên em đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai em thay đổi, giờ theo bước em anh sẽ đến đâu. Lớn nhất em mang trong cuộc đời là đánh mất anh khi ta tuổi đôi mươi, là muốn nắm ôm anh theo cả cuộc đời mà bản thân em còn chưa lo được nói. Giờ đây em đã có những thứ anh cần rồi, chỉ không có anh nên em đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai em thay đổi, giờ theo bước em anh sẽ đến. Con sóng khơi xa thuyền có hay sang lần lòng yên ả, vẫn đợi thuyền nhờ bên sẽ quay về. Ngày anh đi để mình em đứng đó, anh có hay